Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn van T chia bồn cầu của Euroline chất liệu inox sub 304. Và đây là dòng sản phẩm với chất liệu là inox sub 304 nguyên chất, không giống như các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường, và chúng ta cùng xem chi tiết ngay sau đây nhé. Mỗi một sản phẩm của Euroline đều có một phiếu bảo hành chính hãng từ công ty. Ở đây chúng ta cùng xem chi tiết. Sản phẩm sẽ bao gồm một lắp chụp, và đây là thân van. Đây, chúng ta cùng xem chi tiết thân van. Thân van với chất liệu là inox sub 304. Đó, các bạn có thể thấy này. Đấy, sản phẩm được đúc và CNC ren cùng các đường rất là sắc sảo. Và tôi xin nhấn mạnh với các bạn về chất liệu sản phẩm của Euroline, ký hiệu LVG03 hay là LX30, này là dòng sản phẩm bằng inox sub 304 nguyên chất. Và chút xíu nữa tôi sẽ thử về chất liệu để các bạn yên tâm rằng đây là sản phẩm 304. Trước tiên tôi xin nói về công năng của dòng sản phẩm này. Đây là van chia chữ T mà thông thường mình hay gọi là như vậy, hoặc cũng có thể gọi là van gốc. Van này có tác dụng là chia nguồn cấp cho bồn cầu và một nguồn cấp cho dây xịt, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng cho các trường hợp khác, ví dụ là chúng ta chia ba cho đường ống với ren, đường ống ren trong 21, hoặc chúng ta cũng có thể dùng van này để dùng cấp cho vòi lavabo hay vòi rửa chén nóng lạnh, nhưng khi chúng ta chỉ có một đường lạnh. Tôi xin nói rõ ý này nhé, là khi các bạn đi trong căn phòng của các bạn chỉ có một nguồn nước lạnh thôi, nhưng các bạn muốn sử dụng vòi nóng lạnh hai đường nước, thì chúng ta có thể dùng cái này để chia, để một đầu cấp cho nguồn nóng, một đầu cấp cho nguồn lạnh, nhưng mà trên thực tế thì hai đầu đều là nguồn nước lạnh dùng từ đây. Bởi vì nhiều khách hàng á thì khi sử dụng á thì vẫn thích sử dụng vòi nóng lạnh đó, nhưng mà trên thực tế thì gia đình chỉ có đi một đường nước lạnh thôi, thì van này cũng có nhiệm vụ giải quyết được vấn đề đó. Tuy nhiên thì cái van này sử dụng chính cho mục đích là chia hai nguồn nước cho bồn cầu và vòi xịt vệ sinh, thì thông thường chúng ta hay sử dụng như vậy. Đây, ren kết nối là ren 21, ren này cũng 21 và ren này cũng 21 nha các bạn. Ba đầu đường ren đều là 21. Logo của Euroline thì được in ở ngay trên thân của sản phẩm. Phía bên này được dán tem hologram, và đây là một cái nút chúng ta có thể lại ra và vặn được cái tay cầm này ra, vặn được cái tay xoay này ra các bạn, để chúng ta thay thế van van ceramic bên trong khi chúng ta sử dụng. Bên trong này thì chúng tôi sẽ sử dụng van ceramic với vỏ là vỏ inox luôn, thì chút nữa chúng ta sẽ cùng xem. Đấy, các bạn thấy là van được CNC rất là sắc và đẹp. Đây, tôi xin nói lại về cái việc kết nối, thì tôi sẽ lấy một ví dụ để các bạn nắm được luôn. Là đầu này là chúng ta gắn vào đường nước cấp, đầu chờ, đường chờ, và đây chúng ta sẽ gắn cho nguồn cấp cho bồn cầu. Và nếu chúng ta gắn cho xịt vệ sinh kèm theo thì chúng ta gắn ở đây. Đó, như vậy là đã xong rồi, rất là đơn giản. Và đây, phần này là phần chúng ta gắn vào trong đường chờ có sẵn ở bên trong, và lắp này sẽ là nhiệm vụ che đi cái vết nối của đường cấp và cái ren này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Nó rất dễ hình dung đúng không ạ? Đấy, van này là có tác dụng chính là như vậy. Ngoài ra thì nó có thể cấp cho vòi lavabo và vòi rửa chén khi chúng ta muốn sử dụng vòi rửa chén nóng lạnh. Và đây, trọng lượng của sản phẩm này chúng ta cùng xem, 169 gram. Tất nhiên là trọng lượng này có thể thay đổi tùy
cũng có thể nó lên tới 172 hoặc có thể là 166 thôi, thì cái đấy là dung sai của sản phẩm, luôn luôn có thể xảy ra. Và chúng ta cùng xem thử chất liệu này xem có phải là inox 304 hay không nha. Thì tôi sẽ có một cái cách thử. Ở trên tay tôi có một dung dịch chuyên biệt để thử cho chất liệu inox. Nếu là inox 304 thì màu sẽ giữ nguyên hoặc nó sẽ chuyển sang màu xanh như vậy. Còn nếu mà không phải á thì nó sẽ chuyển sang là màu hồng đỏ thẫm. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ nhỏ lên hai sản phẩm này. Đây là sản phẩm 304 và một sản phẩm miếng thử này là sản phẩm 201. Và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây nhá, tôi sẽ nhỏ lên và các bạn thấy này. Đây, một giọt. Và tôi sẽ nhỏ lên đây một giọt. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Đây, các bạn thấy không? Rồi, chúng ta cùng xem cái sản phẩm nhỏ sau nhá. À, các bạn thấy là sản phẩm đã chuyển sang màu đỏ đúng không ạ? Ta thấy không ạ? Nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Đó, và sản phẩm của Eurolife đây, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ là màu xám sẫm. Đó, điều này chứng tỏ là sản phẩm này được làm từ inox Super 304. Nó hoàn toàn không giống các dòng sản phẩm rẻ tiền khác đang được bán trên thị trường với giá thành rất là rẻ, thậm chí là chỉ có mấy chục ngàn thôi. Thì thậm chí là mấy chục ngàn đó nó sẽ không đủ tiền để mua được một cái van ở bên trong này, chứ không cần nói gì đến về phần gia công sản xuất thân đó. Thế nên là các bạn hãy hãy lưu ý nha, các dòng sản phẩm được bán trên thị trường với giá rẻ thì thông thường được làm từ Altimon và giả inox thôi, có màu giống như vậy đó, và khi các bạn sử dụng đó, thì sẽ bị gãy vỡ theo thời gian ngắn. Vì vậy các bạn hãy sáng suốt lựa chọn cái sản phẩm cho gia đình của mình, và tôi sẽ thử tháo thử ở bên trong này để các bạn xem chi tiết bên trong cái sản phẩm này như nào. Nếu mà để tháo van á, thì chúng ta có nhiều cách. Chúng ta gảy cái nắp này ra và dùng tu vít để vặn tháo lắp chụp này ra, nhưng ở đây thì tôi làm nhanh. Tôi sẽ mở bằng một cái mỏ lết như vậy. Đó. Khi thay thế thì chúng ta có thể làm theo cách này. Chúng ta chỉ cần xoáy ngược chiều kim đồng hồ lại thôi. Đó. Xoáy ngược chiều kim đồng hồ lại là chúng ta có thể mở được cái van này ra rồi. Đây, và các bạn thấy là van được CNC rất là sắc nét ở bên trong. Đó, chúng ta thấy không? Đó, rất là sắc nét. Và đây là van ceramic. Đó, van ceramic. Tại sao như vừa rồi tôi nói đó là nếu với giá vài chục ngàn thì chắc chắn các bạn không mua được một cái van như vậy. Đó, chứ chưa nói đến toàn bộ sản phẩm. Tại vì thông thường các dòng sản phẩm rẻ tiền thì sẽ sử dụng van này bằng van nhựa. Van nhựa. Đó, đĩa này là đĩa nhựa, không phải là đĩa ceramic nha các bạn. Đấy, còn Eurolife thì sử dụng van ceramic cho toàn bộ các sản phẩm của mình. Van nhựa thì khi sử dụng một thời gian đó, nó sẽ bị bào mòn và sẽ gây ra hiện tượng rò rỉ. Còn van của Eurolife thì được làm từ ceramic, và ceramic thì có độ cứng rất là cao, nó tránh được cái việc bào mòn khi chúng ta xoay đĩa van như vậy, đúng không ạ? Khi chúng ta xoay đĩa van như vậy nó sẽ bị bào mòn đó và gây ra rò rỉ. Còn ceramic thì cái độ bào mòn của nó cực kỳ thấp và gần như là không có. Vì vậy nó sẽ tránh được cái hiện tượng rò rỉ. Và đây nhé, tôi thử để các bạn nghe xem có van ceramic nó như thế nào. Đây. Chúng ta nghe thấy không ạ? Van ceramic nó nghe, nó có tiếng kêu không giống như nhựa. Các bạn thấy là nhựa thì nó sẽ không có tiếng kêu giống như vậy. Đó. Chúng ta chỉ cần thử van đó có phải là van ceramic hay không thì chúng ta chỉ cần tháo ra và gõ lại thôi. Đó, rất là dễ để chúng ta phân biệt được nó là van ceramic hay là không. Đó, còn Eurolife thì cam kết với các bạn là chúng tôi sử dụng 100%
van ceramic cho tất cả các dòng sản phẩm, kể cả là van van lạnh, chỉ có những dòng sản phẩm rẻ tiền và thấp cấp thì mới sử dụng van nhựa, và chỉ có sử dụng những cái linh kiện mà rẻ tiền kém chất lượng như vậy thì giá thành sản phẩm nó mới thấp được thôi. Và điều đó là điều chắc chắn, ai chúng ta cũng đều nắm được rồi. Đó. Khi lắp lại thì chúng ta lưu ý là lắp đúng vị trí của van. Đó. Tất cả nó đều có khớp hết nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần đóng lại chặt chẽ là xong rồi. Đó. Rất là dễ dàng. Đúng không ạ? Và chúng ta chỉ việc lắp lại thôi. Van này thì chúng ta có thể sử dụng rất là lâu dài. Bởi vì khi bị rò rỉ hoặc như thế nào đó, chúng ta có thể thay thế van nõi ở bên trong này. Euronine luôn luôn cung cấp linh kiện đầy đủ cho tất cả các dòng sản phẩm để chúng ta có thể thay thế một cách đơn giản và không cần phải mua sản phẩm mới. Đó là một điều đặc biệt. Euronine chúng tôi luôn luôn có những cái dịch vụ để đảm bảo sau sử dụng của các bạn một cách hoàn mỹ nhất. Đó. Như vậy là chúng ta đã lắp đặt xong vị trí của cái van rồi. Đó. Về sản phẩm á, thì các bạn hãy lưu ý một điều là chúng ta nên chọn những sản phẩm chính thống, có nguồn gốc, và đặc biệt là những nhà cung cấp uy tín. Euroline luôn luôn công bố và bán sản phẩm tới tay người tiêu dùng đúng chất lượng, đúng thông số và như những gì chúng tôi đã thông báo. Vì vậy các bạn hãy yên tâm khi sử dụng cái dòng sản phẩm của Euroline. Chúng tôi cam kết với các bạn về hậu mãi cũng như bảo hành cho tất cả các dòng sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể xem các video clip tại kênh YouTube của Euroline, hoặc có thể truy cập website euroline.com.vn hoặc euroline.vn để tham khảo các sản phẩm khác cho gia đình của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.